chào mọi người nhé. Vượt một cái đoạn đường khá là dài và bây giờ thì Sơn cũng đã di chuyển được đến khu vực đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Dao Tuyển ở thuộc huyện Quang Bình, Hà Giang mọi người ạ. Một cái đoạn đường mà Sơn đã phải đi mất chừng đâu đó 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Một cái đường rất là khó đi luôn. Sơn cũng đã ghi lại một chút những cái hình ảnh và mọi người cũng đã xem rồi. Đấy, hình ảnh thì nó thực sự là nơi rừng núi thì nó rất là đẹp về cái view cảnh làng bản. Đấy, và bây giờ thì Sơn cũng đã có mặt ở khu vực đám cưới đây rồi. Và Sơn nghe thấy ở bên đây có tiếng nhạc. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang bên này để xem là khung rạp đám cưới và dâu rể của chúng ta hôm nay sẽ như thế nào nhá. Xin chào anh em. Đấy, đây như mọi người có thể quan sát thấy rằng ở đây là đã có một khung rạp đây rồi. Và bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào bên trong xem như nào các bạn nhá. Vì bên trong là đang có một cái tiếng nhạc cho nên là Sơn chắc là sẽ không đi vào bên trong được nữa, bởi vì là sợ là dính vi phạm bản quyền ở trong đó. Và Sơn có nhìn thấy cô dâu ở trong kia rồi kìa. Sơn có nhìn thấy cô dâu hình như là đang mời rượu mọi người ở trong kia rồi. Còn bây giờ Sơn sẽ quay toàn cảnh khu vực làng bản ở nơi đây cho mọi người xem một chút nhá. Nói về làng bản ở nơi đây thì rất là tuyệt vời về cái khung cảnh như mọi người cũng đã nhìn thấy đó. Thì từ cái khung rạp đám cưới này, Sơn quay toàn cảnh lên từ trên cao xuống thì mọi người thấy thì đồng lúa chín thì cũng đang bắt đầu chín vàng rồi. Và mọi người cũng đang vào vụ thu hoạch đó. Và nhìn cái làng bản nó rất là yên bình, rất là yên yêu thương. Quanh một chút thì bây giờ cô dâu đã ra ngoài rồi các bạn ạ. Anh chào cô dâu nhá. Đấy, mọi người thấy cô dâu của chúng ta ngày hôm nay có xinh không? Một cô gái người dân tộc Dao Tuyển ở Hà Giang. Và cô gái này thì lấy chồng về Thượng Hà Bảo Yên Lào Cai mọi người nhá. À, cô dâu là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 95 ạ. À, cô dâu 95, tuổi Hợi đấy. Tuổi này rất là đẹp và năm nay thì đã lấy chồng về bên Bảo Yên Lào Cai nhá. Chú rể đâu rồi em? À, chú rể ở bên trong à? Ok, bây giờ thì anh sẽ ở lại với đám cưới của vợ chồng em. Và sau đó là anh sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc trong đám cưới của vợ chồng em ngày hôm nay nhá. Buổi tối nay còn có hát rau duyên các thứ đúng không em? Ok, anh là anh thích nhất cái khoản hát rau duyên đấy. Rồi, cảm ơn cô dâu và xin chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Rồi, cảm ơn em. Vừa nãy là ở dưới bên kia là đấy là khu khung rạp thôi, còn bây giờ dưới kia là khung rạp thôi ạ, ở trên này mới là nhà chính ạ. Đấy, bây giờ thì cô dâu sẽ đưa chúng ta đi về khu nhà chính của nhà cô dâu nhá. Nhà chính của nhà cô dâu là ở bên trên này các bạn này. Đấy, còn vì là kiểu diện tích nó hơi bị chật hẹp một chút cho nên là sẽ làm rạp ở dưới kia và bên trên này là nhà cô dâu và nhà chính đó. Đấy. Sau khi mọi người ăn cỗ uống rượu tất cả ở dưới khu vực hội trường thì chú rể sang bên nhà gái đón dâu. Thì bên nhà gái sẽ phải chuẩn bị một số những cái đồ lễ cúng như thế này. Thì cái lễ này thì theo như Sơn được biết là đó là những cái phong tục của người dân tộc Dao Tuyển. Là khi mà nhà gái mà đã nhận được một cái chàng rể thì sẽ cần phải làm một cái lễ như này để gọi là lễ nhập rể đấy các bạn. Bên đây thì thầy cúng vẫn đang làm thêm một số những cái nghi thức cần thiết phải có trong một cái phong tục đám cưới của người dân tộc Dao Tuyển. Thầy cúng cũng đang làm nốt cái quá trình làm lễ cúng cho nó hoàn tất đấy các bạn. Trên căn nhà sàn này thì cũng được bên nhà gái đã chuẩn bị ra đây là ba mâm cỗ để tiếp đón bên nhà trai sang. Và một cái điều đặc biệt ở trên cái ba mâm cỗ tiếp đón của bên nhà trai này thì tất cả mọi người không được lấy bớt một cái đồ gì ở trong mâm cỗ này ra mà chỉ được phép thêm vào thôi. Và đó là một cái nghi thức của người dân tộc Dao Tuyển là phải như vậy rồi. Đây chính là một trong những cái phong tục tập quán của người dân tộc Dao Tuyển bắt buộc là phải có khi mà bên nhà gái đã nhận được một chàng rể cũng như là bên nhà trai mà nhận được là làng dâu ấy. Thì đây thì Sơn đang ghi hình ở nhà gái và theo như thầy cũng đang làm tất cả những cái phong tục này, những cái lễ này để gọi là trình báo lên gia tiên. Trình báo lên gia tiên là kiểu như là gia đình mình đã nhận được một chàng rể về để làm rể.
Thì mọi cái thủ tục này xong hết rồi thì sẽ đến cái khâu là gọi là hai họ là hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ. Còn ở bên đây thì các ông, các bác cũng như là tất cả người nhà trong họ nhà gái cũng đang ngồi đây để đàm đạo những câu chuyện và sau đó là để đón tiếp bên nhà trai. Và buổi tối ngày hôm nay thì hai họ sẽ có những chương trình hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ. Xin chào bạn nhé. Chào bạn. Bạn cho mình hỏi một chút là cái con gà mà bạn đang sắp đây thì để làm về cái thủ tục gì trong cái lễ cúng của đám cưới? Tức là cái con gà này ở bên nhà trai lễ chuẩn bị là vào cái lễ vào bên nhà gái, thì bên nhà trai là có hai con gà là mình cũng phải làm, xong tí nữa là mình sẽ gọi là chặt hai gọi là hai con gà. Bây giờ là hiện tại trong tay tôi là cầm một con, nhưng mà lúc nãy là làm một con rồi, nhưng mà tí nữa là mình sẽ gọi là các phía đoàn gọi là nhà trai nhà gái gặp nhau, xong rồi là hai bên thông gia gặp nhau là mình sẽ chặt hai con gà này để gọi là kết duyên gọi là hai bên hai họ. Đấy, như các cụ là mình bảo là ngày xưa là voi chín cựa gà chín hồng mao là nó tượng trưng như thế thôi. Có nghĩa là cái gà này thì không phải là ở bên nhà gái mình chuẩn bị mà đó là do bên nhà trai đem sang. Đúng rồi. Chẳng qua là vì bây giờ nó thủ tục nó cũng là bỏ đi một phần là mình bảo là không phải là từ nhà trai là phải mang gà sang, là mình cũng bảo là nhà gái, nhưng mà có thì mình nhờ nhà gái là mổ tại nhà gái thôi. Rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc thì là bên nhà trai là phải chuẩn bị những cái lễ vật này. Đúng rồi. Và đó là theo cái phong tục tập quán của người dân tộc Giao Tuyển, đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Ra ngoài này thì bắt gặp cô dâu và mọi người đang có một cái trò chơi gì đó rất là vui nhộn. Đây, chào vào đây nhá, chào vào đâu. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm cô dâu một chút mọi người nhé. Cô dâu cho anh hỏi một chút là mọi người đang chơi cái trò chơi gì này? Trò chơi này trò chơi này không biết tên, không biết gọi tên là đâu. Cái gì? Quay đầu gà. Không có đầu gà cho nên là lấy đũa tạm. Nhưng mà đũa có nghĩa là bọn em lấy đồ tôm. Đồ tôm. Thế là trong sóc đầu tôm xong rồi thế sóc thì sẽ phân định thắng thua như thế nào? Cái đầu này quay về ai thì người đấy phải uống một chén rượu. Ai đấy, một trò chơi rất là vui nhộn của cô dâu và mấy chị em sau khi chờ đợi những cái thủ tục nghi lễ của bên nhà trai. Thì như mọi người có thể thấy rằng là chị em đây rồi ấy. Thế là cứ ai thua là phải uống một chén đúng không? Vâng. Hay quá. Rồi lại tiếp tục này. Tiếp tục. Rất là vui nhộn mọi người nhé. Mở nào. Chú rể thấy vui nhộn quá cũng vào tham gia luôn. Rồi. Đấy, cứ quay lắc lắc lên. Cái đầu tôm quay về hướng của ai thì người đó sẽ phải uống một chén rượu. Vào đây, cho nó công bằng vào. Hai vợ chồng, cô dâu và chú rể cũng tham gia trò chơi luôn. Bây giờ thì bên nhà trai cũng đã được bên nhà gái mời lên khu vực bên trên và cũng đã có sẵn ra đây những cái thủ tục nghi lễ để kiểu như là bên nhà trai sang đón dâu ấy. Thì như mọi người có sát thấy kia thì có một cái mâm gà như lúc trước mà mình phỏng vấn một cái bạn con trai đấy, chuẩn bị theo đấy để xin đón dâu. Và kia thì thầy cúng cũng đang làm tiếp theo những cái thủ tục để hai bên có những câu chuyện với nhau và sẽ sau đó là những tất cả những màn này kết thúc thì mọi người sẽ hát đối đáp giao duyên với nhau nhé. Đó, thầy cúng cũng đang thắp lên những nén nhang để trình báo lên gia tiên bên họ nhà gái rằng hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì bên nhà gái cũng nhận được một chàng rể
Và khi bên nhà trai sang đây thì cũng đã có những cái lễ phẩm, những cái lễ vật như là gà đấy, như lúc nãy thì mọi người cũng đã xem ở các đoạn trước rồi. Và sau đó là đem lên trên này, đem lên trên nhà này, và trên này thì thầy cũng sẽ làm những cái thủ tục tiếp theo để hai họ ngồi nói chuyện, hát đối đáp với nhau các bạn. Bên đây thì cũng có cả nhà trai và nhà gái đang ngồi chuyện trò, chia sẻ với nhau những câu chuyện. Và đây thầy cúng thì cũng đang tiếp tục làm thêm những cái thủ tục cho nó đầy đủ trọn vẹn mọi người ạ. Đây, bây giờ thì các phù dâu phù rể ở bên nhà trai nhà gái thì cũng đã sẵn sàng để đi vào bên trong nhà để tiếp tục làm những cái nghi lễ. Bây giờ thì đại diện ở bên nhà trai cũng như là thầy cúng và cùng với cả các phù dâu phù rể cũng đã lên ngôi nhà sàn nhà của cô dâu để làm những cái thủ tục nghi lễ. Nhưng mọi người thấy mấy bạn phù dâu hôm nay thấy xinh không? Đâu hai em nào quay mặt sang bên này nào. Đấy, đang có vẻ hơi ngại ngùng gì đó. Đây là phù dâu này, đúng không? Em phù dâu đúng không? Còn chị này là phù dâu chính nhưng mà chị này có vẻ là đang ngại. Cứ ngoảnh mặt đi thôi. Đây là một bạn phù dâu nữa. Đấy, một hình ảnh rất là tuyệt vời mọi người ạ. Mỗi một nơi thì có một cái phong tục tập quán khác nhau và dân tộc giao cũng vậy. Và bây giờ thì hai họ nhà trai và nhà gái thì cũng đã tập trung đầy đủ ở trên ngôi nhà sàn nhà cô dâu và cũng đã ngồi vào những mâm cỗ để có những câu chuyện đàm đạo với nhau và sau đó là sẽ có những cái màn hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ. Như lúc đầu tiên thì Sơn cũng đã giới thiệu đó, bên nhà gái thì cũng đã chuẩn bị ra 3 mâm cỗ để tiếp đón bên nhà trai. Và bây giờ thì như mọi người có thể quan sát thấy rằng là các vị bên nhà gái và cũng đang tiếp đón các vị bên nhà trai sẽ chia nhau ngồi vào 3 mâm cỗ để vừa ăn cỗ vừa uống rượu và chuyện trò đàm đạo với nhau mọi người. Một túi đồ nghề của các bà các chị là đem theo để phục vụ cho phù dâu và phụ phù dâu mọi người ạ.
Đấy, khi mới vào nhà thì các cô phụ phù dâu này là chưa đội cái khăn đỏ, nên sau khi hát giao duyên các thứ thì mới bắt đầu đội cái khăn đỏ các bạn nhé. Bên họ nhà gái thì cũng đang tháo những cái lễ phẩm và bên nhà trai đem sang. Đấy, bao gồm có chầu cau này và những đồng tiền xu, tiền giấy. Đấy, có này. Các bạn ơi, như vậy là chương trình đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Giao Tuyển ở đây là xã Lạc Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Thì hôm nay Sơn cũng đã vượt rất là nhiều những cái đoạn đường khó khăn để đến đây ghi được lại những cái hình ảnh trong đám cưới của đôi bạn trẻ ấy. Và tất cả những cái phong tục khi mà nhà trai sang nhà gái đón dâu thì cũng đã tiến hành và còn một chút nữa dang dở. Nhưng vì điều kiện và thời tiết hôm nay thì cũng Sơn sợ là mưa to ấy, cho nên là buổi tối ngày hôm nay Sơn chắc không nán lại để quay được. Thì Sơn cũng đã hứa với cô dâu chú rể là ngày mai thì Sơn sẽ quay tại nhà chú rể ở Thượng Hà Lào Cai, Bảo Yên Lào Cai các bạn ạ. Thì hôm nay thì chắc là Sơn cũng xin phép kết thúc cái video này tại đây nhá. Sơn hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video sau, và những cái video mới nhất cũng là quay về đám cưới của đôi bạn trẻ này.